Xin chào chị Hoa Nguyễn. Rất là vui khi Phước Sửu và chị Hoa Nguyễn có mặt tại một cái căn biệt thự rất là đẹp tại cái dự án Sierling của Phan Thiết. Thì chắc là nhiều cảm nhận và nhiều cái suy nghĩ và nhiều cái cảm nghĩ của mình chị Hoa Nguyễn sẽ phát biểu cho mọi người, phải không? Thì sau đây là cảm nhận của chị như thế nào khi mà chị trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại cái căn biệt thự này? Cảm nhận của chị về cái trải nghiệm cái khu Sierling Phan Thiết này, mình rất là thích. Tại vì là cái khu này nó được hòa quyện hoàn toàn với thiên nhiên đó. Trước mặt của mình, như các bạn đã thấy, trước mình mặt của mình đó là một cái sân golf. 18 lỗ luôn, 18 lỗ luôn. Yeah. Một thảm cỏ rất là xanh mướt. Và mình thấy ở đây rất rất là thú vị, là được hưởng trọn một cái tài nguyên thiên nhiên rất là đẹp. Và xa xa đó là biển nữa. Cho nên là từ Sài Gòn mà ra ngoài đây á, thì đi cũng rất là gần. Và chuẩn bị cao tốc Long Thành với lại Phan Thiết cũng chuẩn bị nối rồi. Yeah. Đó. Cho nên đi lại cũng rất là tiện. Mà các gia đình mà có các ông bố mà đánh gốt, thường xuyên chơi gốt, ra đây đưa vợ con ra đây nghỉ dưỡng xong rồi các ông đi đánh gốt thì rất là tiện luôn. Yeah. Chị ơi, quá tuyệt vời chị. Chị thấy cho những cái cánh hoa phượng thì báo hiệu mùa hè rồi, phong chị. Ở đây, đối với những cái căn biệt thự này thì quý anh chị và các bạn mà muốn thuê ở đây đó thì tha hồ trải nghiệm tất cả những loài hoa. Điều đặc biệt ở đây là có rất là nhiều loại hoa sứ với đầy đủ màu sắc. Và điều đặc biệt là tất cả những dọc theo con đường có rất là nhiều loài hoa phượng. Hoa phượng đỏ và có những cây hoa phượng tím nữa. Coi như là chị có thể hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào tất cả các màu sắc của những cái loại hoa. Và điều đặc biệt là chị được đánh golf. Đúng. Và chị có một cái điều đặc biệt, nếu theo đường chim bay thì khoảng hơn 50m thì chị thấy 4 tòa nhà bên kia. Đó, thì chị nghĩ đó là 4 tòa nhà gì? Lần đầu mình nghĩ mà cái sao mà ở đây một cái không gian thiên nhiên rất là đẹp mà có một cái tòa nhà rất là cổ kính đó. Cho nên Hoa cũng rất là muốn khám phá cái 4 tòa nhà đó là gì. Vậy là chị Hoa ít bạn đi Phan Thiết không? Phước Xỉu có thể bật mí cho chị biết được không? Đó không phải là 4 cái tòa lâu đài đâu. Mà thực sự nó không phải là chỗ để là nơi ở của những cái bậc những cái vị đại gia tại đây, nhưng mà đó là 4 tòa nhà rượu vang. Ồ, và nó chứa những cái rượu vang trên trong cái hầm đó và những hào tầng hầm dưới đất, những cái vị rượu vang cực kỳ ngọt ngào, là một cái giai điệu gọi là rất là tuyệt vời và những cái hương vị tuyệt vời của mang là một cái đậm bản sắc của Phan Thiết. Nói đến Phan Thiết là nói đến thanh long, nói đến nho, và ở đây là có những cái tinh chế và đã ra những cái ly rượu vang cực kỳ và được chôn cất tại những hầm để cho nó tạo những cái vị lâu năm đó chị. Cho nên Hoa Hoa thấy Phước Sửu nói tới đây là Hoa mới cảm nhận được ở đây có một cái điểm nhấn nữa. Yeah. Là các cặp vợ chồng mà ra ngoài đây á, vừa được các ông đưa các bà vợ ra đây vừa được nghỉ dưỡng nè, xong các bà vợ lại được mang những cái đặc sản đặc trưng ở Phan Thiết mang về bếp của mình, đó là nước mắm Phú Quốc nha. Và ở đây nước mắm Phan Thiết chứ. Phan Thiết đúng rồi, chị đi Phú Quốc nhiều quá mà quên là phải không? Đúng là đặc trưng là nước mắm Phan Thiết. Và thêm một cái món quà đặc biệt mang về cho các ông nữa là rượu vang Phan Thiết, rất quá là tuyệt vời. Rồi, trên bếp ăn bàn ăn của nhà mình là có mang được cái hương vị biển từ những cái nơi đúng rồi, những trải cái loại hải sản á, rất là hay, không có nhắc đến hải sản luôn. Sản nữa. Trời ơi, khi tối chị em mình đã trải nghiệm rất là nhiều loại hải sản mà quên đi hải sản phải không? Đúng. Rồi. Hải sản. Phước Sửu lại còn đi với rượu van đỏ. Ôi quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Phước Sửu còn cho chị nhiều cái bất ngờ, nhiều cái bất ngờ tới hơn nữa. Phước Sửu đang bay live cam luôn á chị. Wow. Chị Hoa Nguyễn. Không phải là một cái resort bình thường. Ở đây tổng diện tích đến 130 hecta. Wow. Có 248 căn biệt thự. Và rất là nhiều condotel nè, khách sạn nè, nhà nghỉ. Và một điều đặc biệt ở đây có một cái hồ bơi cực kỳ lớn luôn. Có hồ bơi này gọi là hồ bơi Panorama. Panorama. Chị, chị biết không? Nó vừa rộng và nó tuyệt view toàn cảnh luôn. Khi mà chị đứng trên cái hồ bơi, chị có thể nhìn về sân golf 18 lỗ. Chị có thể view trực diện ra biển. Chị có thể view những cánh đồng ha, cánh đồng rất là nhiều loại cây. Và một điều đặc biệt là view về cái tòa hầm rượu vang này. Chị rất là tuyệt vời. Ở đây nó
gom lại tất cả những cái tinh túy, những cái tinh hoa của Phan Thiết trong một cái khu resort, phải không chị? Đúng rồi. Khi mà chị về đây thì chị có cái cảm nghĩ và như thế nào khi một cái căn biệt thự nếu mà 3 phòng ngủ gọi là mức gọi là trung bình mà số lượng người vừa phải thì từ 8 đến 10. Nhưng mà với những cái gọi là chuyến đi team building với khoảng 15 đến 20 người thì với cái căn biệt thự này mình cũng có sức chứa đầy đủ luôn chị. Đúng rồi, quá tuyệt luôn. Bởi vì nó rất là rộng rãi, nó có hồ bơi, có một cái hồ bơi rất là lớn, có những cái tiện ích bên trong, và điều đặc biệt ở đây tất cả các căn phòng ngủ ở đây là đều có nhà vệ sinh bên trong và có bồn tắm nằm luôn chị ạ. Đúng rồi. Bể rất là, cái bồn hoa rất là ấn tượng bởi cái căn biệt, những căn biệt thự này. Một cái nhà tắm gọi là master đó, nó lớn bằng một cái phòng ngủ của nhà phố ở Sài Gòn mình đó. Chị có thể review cho mọi người cái bồn tắm này được không? Rồi, mời chị luôn. Đây là sao? Cái bồn tắm phòng mình luôn nha. Rồi. Các bạn nam trong đoàn mình rất là ghen tị bởi cái phòng tắm của xin chào Hana, cho cả nhà đây. Review cái bồn tắm này mà đây thấy là, ai cũng muốn là sở hữu cái căn này. Tắm. Mình đếm cái hàng gạch sơ sơ thôi, mình tính nhẩm là nó khoảng là 16 mét vuông ngay phước xỉu. Yeah. Và đây nè, nó có một cái hồ sụp jacuzzi rất là relax luôn. Yeah. Đó. Và đây là nếu mà các bạn không thích tắm cái bể tắm jacuzzi đó thì mình có thể mình tắm đứng. Và cái không gian của nó cũng rất là biệt lập, làm bằng kính luôn, cho nên nó rất là sạch sẽ và nó không bị nước rơi vãi ra ngoài. Và đây là cái mà họ thích nữa là cái nhà tắm, là cái phòng tắm này nè, cái không khí được hòa quyện với thiên nhiên đó chị ơi. Có bao giờ chị thấy là một cái khu resort và tất cả những thiết bị vệ sinh mang cái thương hiệu Silin không chị? Silin à? Silin. Phước Xỉu nói đến đây Hoa mới thấy mang by Silin luôn. Là họ thiết kế, họ đặt hàng thiết kế riêng cho các căn biệt thự ở khu Silin này. Tất cả những cái thiết bị vệ sinh này á là tương đương với Hubler luôn. Cực kỳ cao cấp. Và bây giờ Hoa thích nhất là cái khu đây nè, Phước Xỉu, vì sao không? Tại vì những cái căn villa đây nè là mình sở hữu lâu dài nha. Đó, cho nên là mình có thể sử dụng sống như là một cái căn nhà chính thức của mình. Đúng hoặc rồi. Là mình làm một cái căn nhà thứ hai của mình để hằng cuối tuần mình đi relax thôi. Xin chào chị Tuyết Nhung. Xin chào. Đây là những thành viên của đoàn bên mình, và chị Tuyết Nhung cũng là trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại cái căn biệt thự này. Đây chị Hoa Nguyễn, khi mà em nhận được cái phòng này và cái căn biệt thự này thì em không dùng máy lạnh luôn á chị ạ. Đúng rồi. Ở quá đây rất là thiên nhiên, rất không khí như vậy mà dùng máy lạnh là quá phí. Và nhất là ở đây cũng không cần dùng 5K ngang. Ra đây mình hít được không tất khí. Tất cả các phòng ở đây đều có một cái ban công rất là rộng. Để được khoảng 2 đến 3 bộ bàn luôn. Và buổi sáng như em với chị là đứng vị trí này thì mình lấy một cái cảnh gọi là bình minh buổi sáng đó chị. Đúng rồi. Nó view toàn cảnh luôn, nó view về sân côn, view về biển và view về những cái căn biệt thự theo một cái phong cách châu Âu đậm nét vừa cổ điển pha với tân thời chị ha. Đúng rồi. Hoa rất thích. Rồi rất là tuyệt vời. Cái tỷ lệ Hoa thích tỷ lệ cái khu đây, nó tỷ lệ về cây xanh á, nó rất là lớn. Nó vũ cây xanh rất là nhiều phải không thay chị? Thay vì những cái khu mà resort mới hiện nay của các dự án á, thì cái tỷ lệ cây xanh, tỷ lệ khoảng không, nó không được nhiều như cái khu Silin này. Tại vì khu Silin này hồi xưa nó đã thiết kế cách đây là 5 năm rồi, cho nên cái diện tích phủ xanh và độ thoáng của nó rất là lớn, cho nên Hoa rất rất là thích cái khu này. Đúng rồi chị Hoa. Chị có cảm giác như thế nào nhỉ? Chị nhìn những cái căn biệt thự ở đây đấy chị Hoa. Ở đây là gọi là biệt thự view đồi dạng bậc thang. Thì tất cả những cái căn biệt thự đều có view, tầm view hết. Đúng rồi, càng lên cao thì những cái căn biệt thự càng lên đồi cao và hướng trọn cái tầm view về sân gót 18 lỗ và view biển luôn. Một cái toàn view toàn cảnh cực kỳ đẹp luôn chị Hoa. Những căn biệt thự ở đây Hoa rất thấy rất là giá trị. Tại vì toàn view toàn cảnh biển rất là lớn, núi đồi, và là view
thường thường á, là bán một cái dự án bất động sản, người ta là view sân golf nè, view vườn, view garden, view golf hoặc là view biển. Còn đây là hội tụ tất cả những cái trong một tầm mắt thôi. Rồi chị, đó, cho nên rất là thú vị lại vậy. Khi nãy giờ chị em mình nói mà không nhắc đến là cái giá cả đó chị. Thì ở đây bây giờ cái mức giá mà mua bán tại cái dự án này á, ngay tại thời điểm bây giờ đó chị Hoa Nguyễn, thì một cái mức giá cũng khá là mềm phong chị. Đúng rồi, họ thấy cái mức giá ở đây theo cái giá mà cái những cái căn villa biệt thự nghỉ dưỡng mà view biển rồi sở hữu view golf như thế này á, thì họ thấy cái cảm giác cái giá ở đây rất rất là mềm. Tại vì cái hôm nay cái Hoa có tham khảo một cái người bạn là nhà bác của bạn mua cái ở căn đây này. Và cho cái giá là chị em mình đang em nghe cái giá là em bất ngờ luôn. Đó. Giá bây giờ ở đây nó rơi vào tầm khoảng 14 đến 18 tỷ một căn. Đúng. Với diện tích tầm khoảng hơn 300 mét vuông đến 400 mét vuông. Nó cũng quá rộng rãi và một cái mức giá cho thuê cực kỳ hấp dẫn đó chị. Đúng chị rồi. Biết không? Nó rơi vào tầm khoảng từ 5 đến 7 triệu cho từ 3 phòng ngủ đến 4 phòng ngủ với sức chứa tầm khoảng là 15-20 người. Tính ra một người nếu mà trải nghiệm ở đây một ngày nó rơi vào tầm khoảng 200 đến 300. Rẻ quá không? Quá mềm được luôn. Ở villa ngang, hồ bơi ngang, biển bao la và view sân road nữa cả nhà. Mà có 200k một người thì Hoa nghĩ nó giống như là cái giá giống như những cái nhà nghỉ mini. Nhà nghỉ mini thôi. Yeah. Mà tuyệt vời quá ha. Công rồi. Nhận họ thấy là ở đây như tối mình đi ăn cũng rất là rẻ nha. Rồi ok. Cái đó là mình sẽ bàn sau ở video sau. Và cảm ơn cả nhà. Nếu mà quý anh chị và các bạn muốn du lịch Phan Thiết, alo cho Phước Sửu, Hoa Nguyễn sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin hơn về cái Xilin này. Hãy tận hưởng, nghỉ ngơi và chọn cho mình một cái nơi gọi là trải nghiệm những cái chuyến đi cực kỳ thú vị và cho mình cảm nghĩ và cho mình được những cái phút thư giãn một cái nơi gọi là tuyệt vời này phải không chị? Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau à.